Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nha. Hôm nay thì em sẽ lên cái combo giá thể gồm 8 sản phẩm chỉ với giá là 150.000 thôi, bao ship toàn quốc cho các bác. Đó, gồm có một cái túi vỏ thông to này, một túi vỏ thông nhỏ, đều trọng lượng là 1 kg nhé. Và hai cái loại này đều xử lý rất là kỹ rồi, mọi người nhìn qua nó rất là sạch sẽ. Đó, về nhà chỉ có sẵn trồng thôi. Tiếp đến một cái túi rêu to, túi rêu này được 3 lạng. Một cái túi phân chùn quế dạng phân tan chậm ấy, rất là tốt cho cây, nhất là cây lan. Thì cái túi này là 1 cân nhé. Tiếp đến là một cái túi đá bọt. Thì cái túi này nó vừa giúp làm đẹp cho cây mà vừa cung cấp những cái khoáng chất rất là tốt cho cây. Tiếp là một cái lọ kích thích sinh trưởng Super Thai, nó là cái loại rất là tốt cho cây rồi, bác nào dùng thì đều biết rồi. Đó, một lọ kích rễ Biorot nhá, siêu kích rễ cho cây lan, nhất là khi mình trồng lại những cái cây non hoặc là những cái cây mà nó đã cho hoa rồi ấy. Cuối cùng là cái 5 cái mét lưới để mình bỏ phân chùn quế vào, đó cho nó đỡ bị rơi ra, sau đó bỏ vào chậu. Thì chọn bộ này gồm 8 sản phẩm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì là 150.000 nhá, bao ship toàn quốc. Mọi người mua hàng ấy thì gọi điện cho em theo số điện thoại là 0974 702 106 nhé. Em chào các bác.